Welcome to Pandora, minion. À, ôi tự nãy giờ còn stream. Rồi ok. Thiệt tình là con của Hiểu Béo nhìn cứ sao sao quá à. Bét. Ôi anh không bét được, anh hết không bét, em không bét được. Ê bộ đồ cảnh sát kìa. Rồi mình mua ra phát. Ủa sao mình bét được ta? Sao tôi không bét được á? Ừ, cái đẹp gì hết á, sao mình mới là người bỏ tiền. Mình không bét được đâu, không bét đâu. Bắt cực. Trời ơi sao lốt đình lâu vậy nè. Không ai bỏ tiền vô là anh đâu bị mất đâu. Ừ, đâu ai bỏ tiền vô đâu bét đâu. Ừ? Chừng nào mà nguyên đám bỏ vô hết mới bắt đầu bét. Dạ. Không sao, anh giàu mà tí nữa đi ăn lẩu hết. Đúng rồi. Lẩu gì vậy? Bét 10.000 à, cái máu này nhìn có vẻ đồ sộ. Ui không, xin thằng đâu vậy? Shit, chứ không phải mình thằng bò hả? À, tôi tưởng là thằng bò là ấy chứ. Ôi, ở dưới tăng nè, một đống có tăng nè. Bỏ thằng, trời ơi. Có bắn không? Bỏ bắn chứ, chui vào, úi từ từ, các thanh niên, chui vào xe tăng đã. Không bắn vào mặt nhau nhé. Ok, bắn thẳng vào người thôi. Ui cái chết luôn, cắm cái nòng vào đít luôn, khủng. Ôi như sao cái... trên đây vậy? Cắm cái nòng vào đít. Ủa mà xe tăng có biết rồi. Sao đang nghe nó bị. Ôi từ từ đây. Con ở đây. Sao mình không gãy cái xe tăng? Ủa sao mình trên đây là sao? Chết đầu tiên mà first kill luôn. Sao anh không thấy cái xe tăng nào? Chúng mày lấy xe tăng thôi. Xe tăng nằm dưới á, hình như là mình trên đây mình cầm súng mình bắn á. Tới nào. Được, thanh niên. Anh lâu rồi anh mới bắn. Anh muốn bắn. Mới bắn anh cũng muốn bắn. Đấy, nhìn đây em à. Nào, let's bắn nào, đâu có chú đâu. Trời ơi. Wow, ai vừa mới trực mày đấy. Mày đứt luôn. Có vẻ trên đây bắn không có xin gì đây rồi. Mày. Ủa, đây có đường xuống trời. Mày. Oh, shit. Láo hàng à, mấy con đĩ này. Đâu ơi. Tao bắn trụ anh. Đồ. Đâu ơi. Đấy, hình niên. Okay. Đấy, cái bét để mình nẹt lâu vãi cái đái ra. Ồ chúng nó đứng ở đâu ạ? Chúng nó đúng rồi ta. Thằng nhiên. không cách lông nách à. Đâu rồi. Có xe tăng không lấy mày gì để bắn. Này thì ôi thằng nào đứng trên này. Này thì đâu rồi. Ủa bắn sao cái bé không xin nhê vậy lắm. Ủa té. Quýt té vô. Ôi chết rồi, xe tăng mình gần nổ rồi. Ôi chết mẹ mình xuống đây rồi. Đâu người ta? Hiểu to. Mày. Ô má có vẻ xe tăng này đéo xì nhê vậy luôn. Mày lại đéo xì nhê mà bắn ABG đéo xì nhê. Thế nên người ta gọi là Tank Wars, đâu phải là RPG Wars. Các ông. Cười. Không nghĩ quầy rồi, tự nhiên đang bắn nhau rồi kìa. Ôi chết rồi chứ sao? Đâu. Sao của em vậy? Em muốn vô xe tăng không được luôn. Em ở ngoài cái chiến trường ai đã giết em bỏ cái rồi. Đâu, anh rất sẵn lòng. Rip. Rất sẵn lòng. Mình bắn ông chảy cả lên luôn. Má, nó spawn em đâu, tôi trên cao mà quá, tục vậy. Rồi em cũng spawn trên cao mà, vui vậy. À, hiểu béo à, thấy hiểu béo rồi nhá. Nấp này. Ủa này nó có... Ôi trời vãi trường. Ủa cái này nó có chia ra hay gì không vậy? Không chia. Cờn. Thôi làm sniper luôn vậy. Này. Này. Mà sao Unconer nó cứ lắc. À tổ. Cũng chết mày đâu. Rồi. Nó thôi em làm canh tổ dân phố. Má nhìn ơn cơ đồ chết tội quá. Cái bé đợi mày một tí nha. Good game. Ủa cái gì vậy? Rồi ơn đồ rồi. Bắn len. Mấy thanh niên săn nhau. Mấy thanh niên bắn len ghê vậy. Nên như là sát phạt sát phạt. Anh em mình đã gọi là tranh vua thì hãy lộ mặt ra những thằng đàn ông ấy. Đứng bắn lẻ tẻ. Mà spawn cao quá. Má sao toàn trên nóc rồi? Ui sao? Trời ơi, mình
Ừ đúng rồi, em toàn spawn trên nóc nhà nãy giờ không nè. Anh nãy giờ anh spawn ở trong xe tăng rồi. Em toàn spawn trên nóc nhà mà. Hên xui, hên xui. Ô ô xe mình sắp nổ rồi. Nát rồi, chạy đi đâu. Ui. Chạy chim. Em đúng kiểu mà mình chơi tay không. Má mình bị kẹt kìa. Nghĩa đâu vậy bộ nghĩa. Cái gì vậy? Má nó lấy xe tăng rồi. Vừa đái. À đây có xe tăng rồi nè. Cái gì em bị kẹt trong này luôn. Con ở mình kẹt kìa. Con ở đây. Đây rồi. Chết rồi, lấy chết lâu rồi. Hiều béo này. Hiều béo. Hiều biếu. Ok ok, mình bắn đi đâu này. Oh. Yeah. Fuck. What the fuck. Bắn cái gì đâu, em không chết à. Nhân mình chĩa lên à. Thì em của ai? Oh, what the fuck. Tất cả mình mãi là gì? Ra nè, đây. Ui, béo kìa. Ui. Lại rồi, lại rồi. Mày em đi nhờ. Thế bây giờ giết luôn. Bây giờ mày giết ngay. Trời ơi. Thì đây không có nhờ, ai nhờ. Tự sát. Mà nó tự sát mẹ luôn rồi, còn đâu nữa. Ui, cái gì? Chết rồi mà ông. Ui, sao cái xe đăng này ngon à. Ơ, hết con mẹ nó hồn. Má, nó sẽ chết đăng điểm anh ơi. Ui, ui rồi nó bắn kìa. Ui rồi. Mấy chú từ từ thôi, mấy chú từ từ thôi. Ui, rồi xong rồi, nãy giờ mình không bắn được ai. Phế quá, phế quá. Buồn quá đi. Until no more sen. No, my friend. Cái yes, my friend. No, my friend. Em bị kẹt xe tăng luôn rồi. Con ở đây. Mình nghĩa. Mình nghĩa. Ôi, sống. Ây. Hiệu béo. Hiệu béo. Hiệu béo. Hiệu béo này. Ô, con kia. Antonio. Chết hàng. Ôi trời ơi. Cây vai nồi, cây quá đi. Truy sát. Truy sát nghe như tổng thống vậy ba. Tổng quốc. Đâu nè. Bỏ qua em ơi. À, what the fuck. Má, xe tăng của em đang nhảy breakdance đi. Xe tăng nhảy breakdance rồi phát. Má, nó cứ từng. No. Anh sẵn tặng em đây. Các em đâu rồi? Rồi. Xe tăng. Wow. Má sao ưng nó cứ lắc sao? Ủa bắn không mất máu luôn hả? What the fuck? Cái map này nó. Cái map này nó rộng thật. Khốn quá. Rộng quá. Xe tăng có lên được mà xin gần nó. Con ơi. Con ơi. Sát phạt dữ nè. Buổi tiệc sát phạt luôn. Chiến trường mẹ gọi không sát phạt đi. Chiến trường cái gì? Ôi. Đâu vậy? Ai thay hả? À. Minh Nghĩa. Minh Sờ Nghĩa. Minh Sờ Nghĩa. Ôi ôi. Chết rồi, chết rồi. Xuống nhanh. Ui dồi ôi. Ui dồi. À tổng. Quá mình đang giết. Đầu kia cái ép quá. Ôi giăng xác luôn. Cày thì ta. Nó tìm xe tăng không. Ủa xe tăng ở đây lấy hết rồi. Hết xe tăng rồi. Ủa vãi. Giờ cuộc chiến của. Ôi. Cày. Ây da. Nát đít. Bắn cái gì thế? Đâu vậy? Trời anh nhảy ra xe hả? Ở đâu? Ôi nhỏ vậy liền. Anh xe các em đâu rồi? Uầy. Ơ. Làm gì hả? Uầy. Làm gì hả? Út. À mình nghĩ. Ủa sao má ông ơn đúng lắc luôn á ba. Hết xe tắc ngồi chơi sao? Ơi. Nhưng mà hết xe tăng ngồi. Đúng đâu luôn. Ủa xe tăng à? Hết xe tăng hồi chơi tay không đi ba, chơi tay không đi. Ở không một cái à. Đâu đâu. Bây giờ tranh nhau ạ. Bây giờ mình chú là bá đây. Ở chỗ ông Quý. Bây giờ mình là bá ông đây. Giữ.
bắn được mà, bắn mình bắn xe tăng được mà thôi gì. Đừng từ từ. Má ơi, cái gì lắc quá. Ừ, đúng lắc luôn á. Ấy ấy em còn xe tăng kìa. Để vòng vòng này. Ấy úi trời ơi. Nó giết mình luôn ạ. Còn ai đấy? Ấy em. Ê, em đang rất là cay đắng. Ủa còn xe tăng hả? Em ra đây. Ở đâu mà còn? Còn à? Tiền. Nếu sao kìa, lấy con lấy rồi. Ba cái á, ở đâu? Que á. Ôi dồi ôi. Mày kiếm ở đâu thế? Ôi, đâu, Big Dan rồi này. Big Dan. Gì vậy, từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện. Ở đây còn từ từ nói chuyện nữa sao? Big Nghĩa. Ảo sát Big Nghĩa. Truy sát. Điên ấy em. Lẹt nè. Còn như còn hiếu béo ơi, còn hiếu béo quá. Mình phải leo. Mẹ hiếu béo hiếu béo. Mình phải leo tường thôi chứ làm sao được. Ôi trời ơi, mình tự tử rồi mẹ. Bắn vào cái xe tăng ngón này. Trời đất ơi, fuck cực. Fuck cực. Nãy giờ ông fuck cực mấy lần rồi. Mẹ, cô làm gì cô kết cục xịn dữ vậy quá. Fuck cực chứ vậy. Bị em bắn lên mặt rồi. Bắn lên mặt. Bắn lên mặt. Tù quá. Em còn đây hai chiếc xe tăng nè. Ô đâu. Ê. Nè. Đâu. Ôi trời ơi. Rồi cho bắn lên mặt. Đâu bắn lên. À đây rồi. Bị bắn vào neck. Xe tăng rồi. Wow. Mày có vẻ không được ổn nữa lắm. Ui. Ui. Mày đang cầm mẹ súng. Có ai đưa mặt thanh cho bắn phát? Thanh niên ân. Ây. Rồi. Có cái xe tăng này rồi chứ. À, có súng em không ra đi rồi. Cái xe tăng rồi, xe tăng rồi. Bây giờ anh là thằng duy nhất có. What the fuck? À, đây nhảy xuống, má chửi má chết luôn. Ở đây có thằng, bên này có thằng. Ây dồi. Bỏ đi nha mại. Ủa còn xe tăng không vậy? Thằng ân. À, thanh niên nào đứng cạnh mình ơi. Đâu rồi? Lại thật. Má mình lầy vậy luôn. Trời ơi, lại đây nữa rồi. Fuck cực. Cực phạt. Fuck cực. Nãy giờ Chris bị bắn hơi bị nhiều. Hơi bị nhiều. Nghĩa cấp cao vãi đừng quấy. À đâu, đừng thứ 8. Mình đứng thứ mấy bạn? Nãy giờ mình chạy không rồi chứ mình có bắn đâu. Ôi. Ui, vãi. Ui. Ông mày em. Ủa sao còn vẫn còn xe tăng vậy? Ở đâu còn chiếc vậy? Vẫn còn chứ, vẫn còn rồi. Hình như nó spawn ra. Nó sao nãy giờ nó không spawn? Chế chết ra. Ây da trời. Yeah, cấp kill được. Má thằng Chris nó dominating mình nãy giờ rồi. Thằng cố nẹn. Chris ơi, Chris ơi. Còn mấy thằng này đâu ta? Rồi. Oh what the fuck, mình tự chết luôn ạ. À, mình phải sống mạng kìa, anh em xem làm nhau để nó móc thế à. Để nó cua nhục thế à. Ui, cái gì vậy? Cả anh bắt em ghê đi. Cái này em nó đều cho... mất cua nhục thế à? Má nhìn thấy Hugh Ball Waco đúng kinh luôn á ba. Mất cua rất kinh. Ôi cái gì? Ôi má em đang bắn thằng kia mà trời ơi, để em giết thằng đó luôn đi trời ơi. Ôi hút rồi. Hút rồi. Mày mày hả mày hả mày. Ủa sao ông ăn được 6 nồng ta? Rồi. Thôi rồi. Sở nghĩa. Thôi rồi, ok. Úp sở nghĩa. Rồi. Ai muốn. Phải cơ sao nào. Có sâu nằm nữa kìa, lấy ra bắn đi.
công nhận cái này nhờ. À quên. Ôi, ôi hai đứa cùng chết. Hay hả, nghĩ hay hả. Chết, chết xong rồi nó còn quất cái gì cái người mà nó. À hết xe tăng buồn vãi. Hết xe tăng rồi, giờ chuyển sang gì đó, Battle Royale. Cuộc chiến hoàng gia hả? Ôi cái đẹp. Bây giờ chuyển sang hồi 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 rên và la. Ê bấm gì chơi. Chạy bộ mệt phải cái đái là. Ô phải. Ui. Ai ai ai. Ôi lũ đen rồi. Đi đang ngắm được clip đù mớ. Nãy em cũng đang nhắm hiểu bồ đó. Anh hiểu, anh đã hiểu cảm giác đó. Ây da, đó. Đó, đang mang ngăn. Đang ngắm hiếu bộ đi. Má này kìa. Súng ấy. Ủa, súng ống. Ôi, ôi cái đẹp gì vậy? Dạ, Sniper Elite mà. Sniper Elite. Rồi, thua rồi. Con người sắp ui. Hiểu. Trời ơi. Anh đã thấu hiểu cái cảm giác đấy rồi mà đừng bắt anh phải hầu hiểu. Má nhìn ngay em mà má té một mặt xuống dưới. Đang nhắm em á, té một mặt xuống dưới luôn. Đúng khổ mình. Mới thành niên đéo vãi. À này giờ không độ không săn được nào, đúng lục. Ok á, trời ơi. Ôi giời ơi, các ông. Ông có bắt ghê đấy. Thằng Nghĩa, truy chat mình Nghĩa. Đấy, có phim mới. Assassin's Creed. Em hết đạn rồi, em hết đạn rồi nha. Má bị mình bị kẹt trong đây rồi. Đâu để anh giải thoát đâu. Thôi cảm ơn, được thôi, để em tự ra cũng được mà không sao đâu. Ông này núp. Cái gì vậy? Ôi kinh vậy. Mày đã thấu hiểu cảm giác của anh chưa? Mày đã hiểu được cảm giác của anh chưa? Nhất bản ha, ngon ha. Rít im mà ghê tại. Ủa rồi, đúng rồi. Tự nhiên im lắm, im mỏi lắm. Con người sắp hiện. Tiết kiệm lời nói và xong rồi lát lên, dành lên được. Hiếu bồ trưởng phải chết luôn. Đâu rồi, thôi. Ủa mới thấy đây rồi. Connor. Má, ai bắn vậy? Má. Rồi, hiểu đó, hiểu bé official. Má, tạch luôn rồi. Hiểu bé official giờ hiểu thành unofficial. Connor à. Anh em chuyển hình sniper anh ơi. Ui vậy mà ông trúng sao trời. Trời ơi các ông ơi. Anh không nhặt được cây sniper anh buồn vãi. Em không biết cây sniper nằm đâu luôn. Anh heo sát phạt nhau thôi. Má hiểu chết rồi. Cả không sao. Hai anh em đang sát phạt. Ôi. Ở đâu vậy? Má, mình vừa nghe tiếng chân chạy đằng sau. Giờ thành mẹ chân. Nó ám sát nhau rồi chứ không phải thành war nữa trời. Sniper Elite. Sniper Elite V4. Ui, vô nhặt được bùa kìa. Đây có bùa nữa hả? Bùa gì? Bùa hồn anh hả? Nhắm áo. Bây giờ mới thấy cái cây nó bay trên trời đó. Em là Sniper Elite mà. Hitman thôi mà. Hitman mùng đồ mà. Hit mùng lùng cùng. Hitman hit keo đây mà. Hitman hit keo. Có hit keo nữa. Hit keo. Ôi. Thằng nào gần lên đây nè. Ôi. Ai vậy? Em. Ôi đang nhắm con cướp về một gamer. Cướp đây. Cục cướp. Ờ mà ê cướp cướp devil là gì? Cục cướp sâu xa. Cướp devil. Quỷ cứt. Anh hiểu đứng lại, anh hiểu đứng lại cái gì. Đéo. Anh đã hy sinh too much. I have sacrificed too much bro. Mẹ sao giết nhiều vậy? Ui giời. Tất nhiên của anh. Bay đi. Crit em đang gọi là đang cố gắng trên đầu trên ngôi đó. KS với mọi lý do. Trời ơi. Ôi cái nhạc khi nó bật hay không bật cửa vậy? Ôi. Hiếu ra tiếp rồi. Ê, AM nè.
Toàn cứ móc. Ê! Ê! Đi ấy, đi ấy, đi ấy. Ôi trời. Ê trời. Ui phải. Mấy thằng bắn đứng sát phạt nhau không chết sách. Má hết hết đồ để bắn luôn rồi. Lại lại thằng ôn kia. Má khỉ. Quá. Bây giờ mình phải đi thật xa. Ai là thật đồng. Ui phải hết. Má đập tường chết luôn. Hãy đưa nhau đi trốn. Đưa nhau đi trốn. Ngã tư bên kia phải là chứ. Đâu đây nè. Đưa nhau đi trốn. Má mọi thứ đều hết đèn. Đưa nhau đi chết đi. Đéo có súng. Đéo có súng. Ai đây ai đây đứng bên bức cường bên kia hả? Ôi trời. Ôi trời. Hạng gì? Hạng ghê. Ôi chứ ai hạng như kìa. Quá buồn. Độc. Quá đừng bét ạ. Chẳng hả. Con này đây. Có tớ gì. Quá nhờ. Bây giờ có Minh Nghĩa và Kit sẽ cùng nhau đồng hồ. Các bạn hãy dislike ẩn các thành viên của mình kìa. Đây, đây chuẩn bị 1, 2, 3 nhá. 1, 2, 3 2, 3. Đờ. Đờ đờ mẹ rồi. Ân sập. Ân sập ân. Ôi vãi. Ấy, thấy chưa? Ấy, cái này mới đã nào á. Mở các bạn thấy sôi động chưa? Nếu sôi động thì put cho hands up. Put your hands up. Rồi. Mới tăng, một đống tăng luôn. Yeah, bon ngay tăng. Em mình bon ngay cái múc mùa chỗ nào luôn rồi. Mình bon trên nóc mới ghê. Cái dưa mới vào là bắn nhau hay sao? Nó không cho lấy xe tăng. Ủa em lấy xe tăng này á. Ủa sướng ấy. Quyết đi đâu? Tao biết đâu nãy em là hôm nay lấy xe tăng, giờ em lấy được xe tăng rồi nè. Má trời tối có đèn luôn rồi ba. Đóng tiền rồi. Đóng tiền hả mày? Cái gì cái gì? Đi bộ mình nói chuyện với xe tăng nha mày. Này thì. Này thì. Rồi ôi. Ê mẹ kẹt trong đây luôn. Mình đang nhảy. Ê nhưng mà đâu còn spawn trong đây. Đổi xe tăng bạn ơi. Lấy xe tăng đi. Anh em lấy xe tăng đi. Mà ai bị có cơ hội lấy xe tăng này, các bố lại lấy súng bắn nhau tiếp. Chơi vui, chơi vui. Tiếp đi. Ôi, cái gì kì ấy, xe bắn trước anh 2-3 viên luôn rồi chứ. Bày ngờ. Thôi, bắn dở. Ui, xe tăng mẹ, bây giờ xe tăng hiện tại có cả đèn cơ à. Ôi, bull shot đây rồi. Xe tăng coi chưa bè. Ôi, cái địch, ôi, vãi. Bắn đi ai. Ở đâu vãi. Tại sao tôi ở trên nóc không vậy nè. Ôi, ôi, hiểu béo. Ây da. Minh Thị Nghĩa. Ây má rồi trên nóc nữa rồi. Anh heo ơi. Ôi thôi rồi anh xin. Nói chuyện cái này không? Gì nói chuyện. Tới rồi. Đang nhanh cây hả? Cục á. Trên lầy. Lầy thiệt. Ây da. Ôi. Minh Nghĩa mày. Leo nóc rồi. Cái này hơi nát rồi đấy. Nát rồi. lò khe ba. Hiểu chết kẹt. Con người sắp chết nha, chú vậy nha. Ui. Má có bao tì luôn rồi kìa. Ông anh tôi được mạc xe rồi chạy. Mò xe mà. Ôi ngã. Ôi cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa mấy chồng nó bắn ra được hả? Ai cho giết một mạng đi. Ai cho giết một mạng đi. Má đang nỉ một mạng nữa. Đang nỉ. Thành viên đúng xa. Lấy tinh thần. Thôi mạng cái game này mình hơi nát rồi đấy. Ai cho giết một mạng đi. Từ nãy giờ má hát lần đầu tiên mới xuống đất nãy giờ trên trời. Ôi, không? Cho mình vào lấy xe tăng cái. Cái đất gì vậy? Ôi vừa ra mà. Cái này. Ủa sao? Mẹ bắn từ trong nó ra luôn, vãi đái thật. Đứa ở trong bắn ra. Quýt thì thằng Quýt đúng không?
Quýt chuyên kiểu mẹ đứng ở trong bắn nào stealth đồ xe tăng stealth mà mình bây giờ phải đi kiếm xe tăng thôi. Ôi, còn nờ bắn lén chưa ra bắn lén tinh tế bạn tinh tế tinh lén tinh tế không biết suicide phải đấy. Rồi mình cũng có lối vào rồi nãy thôi tạm biệt qua đây đâu chơi lúc mở lần sau em rồi anh ra nè chơi mà ông đứng trong cái nhà ông nói chuyện mình à. Giờ ra đi nó xe tăng chưa nổ xe tăng đứng đây kẹt kẹt một đống đây luôn rồi sao ra trời. Mình anh thì bị kẹt anh nhéo vào được chỗ xe tăng anh đứng ở ngoài phải ông kia suicide luôn chứ phải chơi bể rồi má cháy người luôn ôi bể thì ố gì hết mình đứng thứ hai kìa ố mình giết bó tim hai mạng vậy chứ bữa nay mà em không có đất diện cho lắm ôi mà. Yeah. Con nơ mày thích bật lén anh à mày thích bật lén ui xe tăng này các bạn nhìn xe tăng nó kẹt này. Cái này nó không có cái vụ mà spot với battlefield ha bây giờ có cái luật đi trời có cái luật đi là giờ xe tăng đứng yên đi chứ không cho xe tăng chạy đi rồi nice luật cái luật xe tăng yên này cái xe tăng mà chạy gì đâu bắn vậy. Lực như kích. Đâu rồi bạn? Bắn mới cân bằng rồi chứ bạn. Xe tăng mới chạy không sao bắn. Chứ không muốn sao. Lại nói chuyện không? Này không với nhau mà. Thanh niên mẹ dám bước lên là thanh niên quýt. Dùi luôn ạ, bắn quýt. Nào, bắn gờ quá, bắn gờ quá. Bụt sát kìa thế. Ủa sao vẫn bắn được ta? Yêu quá. Ủa sao vẫn bắn được? Thứ câu. Đưa câu thôi. Thành niên bên nghĩa đâu rồi? Má sao vậy ba? Em đâu có làm gì anh đâu. Má, hỏi em làm cái gì? Anh em đâu rồi? Cho bắn vào mặt cái nào? Còn đâu? Ủa vãi. Vừa mới thấy này đâu mà má cái xe tăng này địt mẹ nó kẹt mẹ em đây rồi. Ôi, đây nó thấy mẹ ơi. Ôi em bắn sai bom này. Cay vãi. À, ngửi thấy mùi cay bom quanh đây. Ngửi thấy mùi xấu nồng quanh đây. À. Cái map này thôi bắt đầu tối rồi kìa. Ủa what the fuck. Rồi ok rồi. Má tối quá vậy. Ôi, what the fuck? What the fuck? Má xe tăng lên đây. Đừng. Má thằng ẩn lắc quá nha. Má xe tăng lên đây luôn. Ôi, má xe tăng lên đây luôn rồi nè. Má em má nó từng cái xe mấy bà xe tăng lên đây luôn rồi. Với đá thật. Tạm biệt anh ơi. Ôi vãi. Mình mẹ đời nào cầm đi tặng trong tay. Ui rồi cái gì vậy? Ui rồi. Má, xe tăng lên tới đây luôn. Ui giời, vãi. Trời ơi, nó bắn nát xe tăng đây luôn. Ui thằng Nghĩa sao lại cái chỗ tinh tá ta? À rồi, giết rồi. Hay. Tôi bị giăng lên đó bà, má thằng Nghĩa lên đó được nữa. Má nhưng mà cái chỗ nó núp đường mà bắn được, vẫn bắn được nó hay. Ừ má mà bữa ba, má tôi đéo hiểu luôn á ba. Yeah, ở đây có Egon có. Ôi nha. Ôi trời ơi, cái ABC vô ngay người mà. Mày là. Thôi game này em không có đất diện. Ôi. Ú. Solo nha. Ú cái gì vậy? Ú cái gì vậy? Solo. Ôi, game ké chứ, game ké. Hết ké ra ta. Ú ơn ơi mẹ. Má ăn ơn ăn hôi kêu đúng giỏi luôn á bà. Thanh niên ăn hôi. Ơi đúng má what the fuck. Rồi vậy trời. Má nó bắn fake rồi má, mình giống như bị L tap ra ngoài luôn vậy ba. Anh thử nó đây. Má vừa mới gặp bọn ngân cái giống như L tap vậy. Đây nó không còn là thanh war nữa rồi. Nó con mẹ hay gì war rồi ba. Cái map này chơi mấy khí tài cũng mà. Mày mốt kêu chơi Air Force Zero ba, nó có máy bay á. Chơi đó, Hydra. Chơi bật mãi, nó còn đứng ở trên mà ngắm không. Quản chết xong nó đi về, mãi lòng. Bảo vệ xe tăng không ơi. À, ba, xác xe tăng nằm đây một đống luôn nè ba. À,
đúng buồn luôn. Nãy giờ đếch giết rồi. Yeah, chỗ thổi bay mình luôn. Rồi đây xe tăng rồi. Ma tổ. Đi chết. Ôi. Người Berlin. Kiểm xe tăng. Hết xe tăng. Ây. Mẹ. Quên đi thầy chứ. Đồ mới lộn người rồi. Rồi. Mẹ. Đát đồ đúng người sao ba. Mẹ. Rồi. Ôi, à, xe tăng rồi. Lại tự sát rồi. Mày cứ 4 kill xong cái tự sát xuống còn 3 kill hoài luôn rồi. Tới luôn tao luôn hoài. Hiểu. Ờ nó dụ mất kill ha, chết cái mất kill ha, phải đấy. Nó mất kill mà. Ai ông nào không sẽ tăng đi vậy, khỏi ra luôn chứ. Chết chưa? Ủa? 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 Mình bắn chết nó rồi. Người nó bắn chết mình thì mình bắn chết nó. Oh no my friend. Lùi éo trâu quá ấy. Vãi. Ây da trời. Tao play kìa. Anh em săn thôi chứ còn gì nữa. Tăng rồi, tăng rồi nha. Giờ chơi khác đi ba. Má chắc đi cầu hàng xuống cho an toàn má. Đi cái này má đau đau khổ quá. Ủa còn xe tăng kìa, còn xe thiếu bo. Thiếu bo đang kẹt ở trong. Nhục. Anh đi rồi, rồi anh đi rồi. Thấy cái xe tăng rồi. À. Anh đi làm gì mà đứng đái à, đái ngay tùm tên hồi. Ôi, ui gì vậy. Gì vậy, gì vậy, gì vậy. Gì vậy? Holy shit bro. Ôi trời ơi, chạy lên. Ôi. Ủa ông ơi, em đứng chỗ nào trời tối quá em không thấy, em còn không có. Trời tối đất, trời tối thiệt. Má tối quá trời tối luôn, tối không biết làm gì luôn đó ba. Má ông nào, cái đường ra của xe tăng có cái duy nhất mà mấy ông đó xe tăng chặn lại là sao? À, còn đúng cái xe tăng cũng đi ra không đi ra được. Tinh tế đấy. Ôi trời ơi, thằng Ân nó lag thật đấy, công nhận luôn. Nó lag cay vậy. Là vậy mà. Có khi lag là cái lợi thế của nó là sao ba? Nó đang nghĩ vẫn giết em được như bình thường. Thằng Ân nó lag quá. Ừ nãy em thấy rồi mà. Ờ giết bắn không biết nó ở đâu ấy. Mẹ. Nó lag stream nên là nó lag. Lắc lắc sao sao nãy giờ bắn nó cứ cây giật bắn hụt hoài luôn á. Tolo tay đôi cua rồi. Má cái xe tăng này đi. Nạn vãi. Nhiều xe tăng. Ồ thấy một cái xe tăng trên bản đồ kìa. Ai vậy. Ồ vẫn đang cố gắng. Má Red Dan tiếp. Ồ Red Dan. Nhảy hip hop. Ui. Ui nghĩa đâu vậy nhỉ. Ôi xe tăng bay. Thì gì đi theo hiệu bị thổi bay xong. Ờ. Vẫn đang tập trung cố gắng. Không có khi nào thì chiêu ít nói của bị bắn chưa một. Bị bắn vô mặt rồi. Bắn nút luôn. Dùng mặt. Trời ơi. Ôi, mẹ đứng luôn. Ở đây có xe tăng. Con AD. Mình đang cần cái gọi là tôi xong rồi. Tung nhắm. Ô má. Toàn chết. Ui, mình ăn được. Ui, mình được cuối luôn má. Cái gì vậy? Anh Quyết làm gì vậy? Trời, đứng kế bên nhau mà cầm cái súng đó là sao? Má đứng kế bên nhau. Cho em bắn rồi má. Ui, ui. Nhắc. À, đây rồi. Cái chút tuyệt vời của mình đây rồi. Ôi, ui, đâu mặt lẹp. Đồ, đang chạy luôn. Mình vừa tí được quýt xong, nó lắc rồi. Ây da trời. À giờ để phải đề phòng những người im mà. Im á cay cú lắm mà. Ôi. Ghê vậy. Cái gì ghê vậy? Ủa ai bên kia chiến tuyến vậy? Ôi đẹp. Vô béo ý luôn à. Tao bị bật lẹp. Chạm. Cầm xe tăng rồi mà. Sợ vãi cả đai. Mẹ sao toàn dân chơi không vậy? Ui đi đấy. What the fuck? Idol cái gì? Cái đêm mệt.
Oh, wow, 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 nó tiếp rồi. Ui, 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 ui. Minh Thị Nghĩa. Mà sáu nòng là nghề của em mà. What the fuck? Sao em chỉ có khẩu sniper trong tay là như là mà. Nè. Hay như là Uvi Aga dài nè. Ui, ui, phải. Ui, nó bột cái kia kìa. Kìa nhẹ đi. Má nổi hứng lên rồi. Má. Bounty của ai kìa? Bounty của ai kìa? Ôi ôi, má ghê quá, ghê quá. Ôi, má ghê thế. Nghĩa ơi, em đâu rồi, Nghĩa ơi. Ôi. Má. Má kích thích thiệt. Má có khi nào lấy sâu nòng bắn tiếp không ta? Ôi. Ôi vãi, thằng Ân nó xả kìa. Đúng phế luôn. Ôi, Chris Devil Gamer. Chris Devil Gamer, trước khi chết đọc nguyên tên luôn. Trước khi chết đọc đi. Đọc full tên đấy ba, để cái còn gì còn cúng điếu nữa kiểu. Chris Devil Gamer, Chris Devil Gamer, Chris Devil Gamer. Ôi. Nó trả thù đấy. Thấy sao tăng tới tăng mà. Ôi 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 ôi. Hết đạn mẹ rồi. Ôi trời ơi, nó mình kinh nhà. What the fuck? Hư cấu thiệt, hư cấu. Yes, má hắn. Má hắn ơi. Ít lại. Là dính này. Cái like kéo làm. Ồ lên cấp luôn rồi ba. Má chơi chơi cái này nhiều cấp mà. Cái này nhiều XP nhiều nhau dính mà. Nghĩa kìa. Kìa ơi, dít like. Má có thằng nào Huy Rex. Ủa. Huy Durex. Huy Durex. Ghi thiếu rồi ba. Không phải là Huy T-Rex đâu mà là Durex. Kinh vãi. Ha ha ha.